lâu lâu mới được con nghe quý khách. Sanh vô mặt quỷ, ngoại hình thì còn tương đối đẹp, nó có một cái là bị xét xét tên tên chỗ này nha. Đó, khuyết điểm em cũng quay luôn. Đây chỗ này nó hơi gịnh gịnh hơi tí xíu rồi nha. À, em ghét mấy con áp suất là vậy đó. Rồi, con này thì giá 600 ngàn bao ship nha. Ngoại hình thì còn đẹp đó, nó bị gịnh gịnh nè. Ác thiệt. Bự có áp suất là bị hết 9 con. Rồi nó phá rồi nha quý khách. Đó, ngoại hình đẹp hết. Cái nút này là nấu, nút này là tắt, giảm tắt nè. Đợi tí xíu nha quý khách, để cho nó xì bớt hơi mình mới mở lên được nha. Đó, cái này là nấu, cái này là tắt. Đó, còn này là menu. Đó, gạo trắng, gạo mềm, gạo không vô, gạo ni mành, gạo cháo gì tà lơ đó. Ủa cái này menu chứ, là em xin lỗi nè, quá trời luôn. Qua lại nước này. Này như cái này là nút gì ta, để hổng chụp hình lại con quên. Khoan này cho nó nhiễu nhiễu nước xuống rồi. Son con này đẹp lắm nha các khách. Đó, áp suất đàng hoàng ha. Đúng đồ của nó mà sập kỳ vậy thôi. Bây giờ nóng. Rồi. Con này lâu lâu. Gòn bọng thì thấy không bị xì ha, không bị lỗ, không bị rách nè, mà sao nó xì em không biết nữa. Nhưng mà bao chín cơm nha. Rồi, bạn này em bán giá 600 ngàn bao ship đi ha, tại nó bị xì lỗi. Nó ghim điện vô có hình tam giác nè, nó cứ nấu, bấm này là nấu thôi. Đó, này là tắt. Rồi, chỉ cần vậy thôi. Nó tự nấu, tự hâm, tự làm. Ha, còn quý khách nào mà gành thì chỉnh menu. Gạo trắng, gạo mềm, gạo không giò, gạo nảy mầm, cháo gì đó, đủ thứ á, muốn nấu để nấu. Trời ơi, nấu cái này tới 65 phút luôn nè. Bữa nãy mình nấu bình thường có 36 phút rồi. Chắc nó nãy gạo nãy nấu gạo lứt á. Rồi, em quá Quyền Nhân Thạnh, thành phố Cần Thơ, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật. Em bán qua các trang như Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok. Qua số điện thoại 0939396480 ha. Bạn này em bán giá 600 ngàn, ship là 50 ngàn. Nhưng mà em bao ship, còn quý khách nào muốn rẻ hay là sao thì em bán thẳng luôn 550, quý khách trả tiền ship nha. Con này rất là nặng, siêu nặng luôn, nó nặng cực kỳ luôn. Rồi, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.